Má ghét võ công mình thâm hậu quá. Có ông ba trời cứu mình cho một cước vô cuốn họng chắc ổng xuống lòng đất. Cha, cha. Good evening ông ba trời cứu. Ông ba trời cứu ơi, con hết tiền rồi. Không còn một đồng bạc nào luôn. Bán nợ con gói mì ghi sổ đi ông ba. Vài bữa nữa con... Thôi dẹp mẹ đi. Mày biết tháng này mày nợ bao nhiêu chưa? Đi mà ông ba trời cứu. Được rồi, nể mặt mày là hàng xóm của tao. Một gói nữa thôi đó. Xin lỗi ông ba, con hết cách rồi. Lấy lẹ đi. Dạ, con cảm ơn ông ba trời cứu. Ơn này con xin nhớ, kiếp sau sẽ trả. Rồi xong chưa thằng cô hồn ơi? Xong rồi, xong rồi. Rồi, cảm ơn ông ba trà cứu nha. Chứ nữa con ghé chơi. Thôi lần này cho mày 3 thùng mì. Dù sao nó cũng là cháu của thằng bạn mình mà. Đâu mà không chở con đi học, mà ông chở vậy ông ba trà cứu. Thằng ông nội mày nhờ tao chở chứ ai mà hỏi mày. Ủa mà sao mình không đi xe Honda mà đi xe này vậy ông? Giải học mày rồi, đi xe này người ta mới nhường đường cho mình. Rồi ai nằm cái giường đằng sau xe vậy ông? Mày đừng có hỏi nhiều, để tao lái. Ông thử dở 2 cái bánh đầu như mấy anh chạy rider thử coi ông. Dở thằng cha mày. Ủa mày? Dạ sao? Sao cái trường mày nói vắng như cái chùa Bà Đanh vậy mày? Giờ này người ta đang học tiết 2 mà. Thôi con vô lớp nha. Không có quậy nha mày. Ê, khăn quàng mày đâu? Mày lớp nào đây? Bố mày không thích đeo khăn quàng có được không? Ý mày là sao đỏ mày ngon hả? Mày tin tao đá vô cuốn họng mày không? Mày không đeo khăn quàng thì tao trừ điểm. Mày thích nói nhiều không? Nói nhiều nè. Thích nói nhiều không? Ê Đen, khăn quàng với cặp da của mày nè Đen ơi. Ủa? Quên. Mày đi học mà đem theo cái cây đó làm chi vậy con? Mày dẹp cái cây đó giùm tao cái coi. Dạ. Thấy mẹ rồi. Bà nội cha mày. Cái xe này tao mượn chở mày đi học đó thằng cô hồn ơi. Nè, đi học cặp da cũng quên. Ăn cơm mày có quên không? Hồi xưa tao đi học không bao giờ tao quên cặp. Hồi xưa ông đi học với ông nội con, ông cũng quên cặp da hoài, ông không nhớ hả? Làm ơn đừng có quậy giùm tao nghe. Con biết rồi, ông ba trà cứu con đi học. Mày biết mày muộn bao nhiêu phút không? Mày biến chỗ khác chưa? Mày hỏi một hồi tao đá cuốn họng mày bây giờ á. Má thằng này lì ghê bay. Lì nè, lì nè, lì. Mày lì nó không? Ông ba trà cứu ơi. Trời ơi, ông nấu cái gì thơm dữ dằn dện vậy? Kít xào xả ớt hả? Kít cái đầu mày chứ kít. Nè ông ba trà cứu ơi, tranh con vẽ sớm mình, cô giáo khen quá trời quá đất luôn. Bả muốn quỳ bả lại con luôn á. Đâu, tao coi coi. Trời ơi, tranh quần què gì vậy? Ông thì tầm cỡ Picasso thì ông mới hiểu được cái tranh này của con. Vậy cái cục này là cục gì đây? Cái đó là thằng gùm lùi. Còn đây là thằng cục hả? Không phải, cái này là ông nội con. Cái gì? Ông nội mày xách lè vậy luôn hả? Còn cái này chắc là tao phải không? Không, cái này là cái bồn cầu. Trời mẹ, sao mày không vẽ tao? Bà cô giáo bà nói gần hết giờ rồi. Lúc đó con quản quá nên vẽ đại cái bồn cầu cho nó nhanh. Ông nấu thơm quá. Thôi bữa nay con ăn cơm ở đây với ông nha. Im lặng là đồng ý rồi. Trời, ông ba mở tập quá luôn kìa mày. Ông làm cái gì mà giàu dữ vậy ta? Ông nội tao cũng không biết nữa. Chắc chung số á. Ê, buồn quá chọc ông chơi mày. Ờ, để tao. Trời ơi, tập quá ba trà cú. Nghe cái tên là biết mở không được lâu rồi. Ông nhắm bán lại bà tập quá đầu hẻm không?
trời ơi, ông ba trời cứu ơi, cứu con. Cái gì nữa vậy mày? Ông ba ơi, con đang đá gà thì mấy anh công an rượt quá trời rượt luôn. Thôi ơi, mày là con nít quỷ rồi, mới bay lớn mà biết đá gà nữa mày. Cho con trốn xíu nha. Nhưng mà nhà tao đang mở sòng bài thằng ngu ơi. Trời đất quỷ thần thiên địa hội ơi, sao ông ba không rủ con? Rồi thấy mẹ rồi, công an tới. Tất cả thủ tục đã xong, ngày mai anh lên đây đóng tiền phạt. Cảm ơn cán bộ. Thưa cán bộ tôi về. Mày thấy chưa, hồi nãy mày đá ngu như chó vậy á. Mày đá như vậy thì chỉ có thua tới thua thôi. Không thể nào ăn nổi được. Tao chưa thấy con gà nào mà ngu như mày luôn á. Mày nhắm vô cuốn họng nó rồi mày đá lên như vậy nè, là ăn nó rồi. Mày hiểu chưa? Làm thử tao coi. À, thằng gà này chắc tao kho xả ớt mày quá. Cán bộ ơi, không ấy cho tôi bảo lãnh thằng da đen đó đi. Tôi là bạn của ông nội thằng đó. Mày thấy mày báo không? Sao ông ba trà cú? Con là con heo mà, báo gì? Nguyên cái xóm cả đống nhà sao mày không chạy vô đó? Trời ơi, lúc đó đang bị rượt chạy địch tủng tủng luôn. Còn suy nghĩ được cái gì mới lạ luôn á. Anh ba ơi, lấy em gói mì. Anh ba ơi. Có liền. Mì hảo hán hay mì milimét vậy em? Hảo hán đi anh. Có liền. Nè em, bao nhiêu tiền đấy? Quán anh mới khai trương nên cái này anh tặng nghe. Vậy hả? Em cảm ơn nhiều nha. Ông ba trà cú ơi. Gì nữa đây thằng cô Hồng? Bữa nay khai trương tặng con gói mì hảo hán đi. Mắc gì khai trương phải tặng mày? Trời ơi, lặt lọng không? Hồi nãy mới thấy ông tặng bà kia gói mì gõ như ban ngày luôn á. Mà quán tao thì tao thích tặng ai thì quyền của tao. À, ông thích cái bà hồi nãy hả? Ông tặng con mấy gói mì đi, con nổ địa chỉ nhà của bà đó liền. Thiệt không mày? Nó dốc làm chó. Ok, vô lấy đi. Nhà của bà hồi nãy là quán bún bò đậu hẻm đó nha ông. Ông ba trà cú ơi. Cái gì hoài vậy ông nội? Con mua được con cá lóc quá trời ngon, biếu ông nè. Tiền đâu mày mua con cá lóc đó vậy? Đừng có nói với tao là tiền mày đi đá gà thắng nha. Thôi ơi, sao ông ba nghĩ con tệ nạn vậy? Ê Đen, hồi nãy tao đá thắng mà sao mày chia tao có 20 ngàn vậy? Mày thích chỗ khác, mày thích nói nhiều không? Nói nhiều nè. Nè ông ba trà cú, ông cầm vô măng thịt lẹ đi. Một hồi nó thú ầm luôn á. Để xíu con qua ăn cơm ké.